ngày 29 tháng 11 năm 1917, thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tiền thân là Thư viện Trung ương Đông Dương do toàn quyền Pháp ở Đông Dương, Albert Sarrault ra nghị định thành lập. Trụ sở đặt tại số 31 đường Trường Thi, nay là phố Tràng Thi, Hà Nội. Sau đó, thư viện được đổi tên thành nhiều tên gọi khác nhau như Thư viện Pierre Pasquier, Quốc gia Thư viện, Thư viện Trung ương Hà Nội. Đến ngày 21 tháng 11 năm 1958, Thư viện chính thức mang tên Thư viện Quốc gia Việt Nam. Hơn 100 năm qua, việc vận hành, quản lý, tổ chức hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Thư viện có thay đổi theo từng giai đoạn để phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội. Song, từ ngày thành lập đến nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam luôn giữ vai trò quan trọng trong việc thu thập, bảo quản, lưu giữ lâu dài kho tri thức của quốc gia. Thư viện Quốc gia Việt Nam không ngừng đổi mới, cải tiến phương thức phục vụ bạn đọc, nghiên cứu khoa học và tiên phong trong tổ chức nghiệp vụ thư viện trong nước, đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện. Với những đóng góp to lớn đối với việc phổ biến văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế của nhà nước, Thư viện Quốc gia đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 29 tháng 11 năm 1949, ngày mất nhà báo, nhà thơ Hoàng Lộc, ông sinh năm 1922 tại Hải Dương. Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ năm 1946, ông vào quân đội và làm phóng viên mặt trận của các tờ báo Sông Pha, Bắc Sơn, Vệ Quốc Quân, tiền thân của báo Quân đội Nhân dân. Hoàng Lộc được nhiều người biết đến qua bài thơ Viếng Bạn, ngắn gọn chân thực, nói lên lòng căm thù giặc sâu sắc và tình yêu thương đồng đội thiết tha. Ngày 29 tháng 11 năm 1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh có bài viết Văn minh kiểu Mỹ, ký bút danh Chiến sĩ, đăng báo Nhân dân số 3532. Ngày 29 tháng 11 năm 2001, khởi công xây dựng nhà máy điện Phú Mỹ 3. Được xây dựng tại khu công nghiệp Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư gần 413 triệu đô la Mỹ. Nhà máy điện Phú Mỹ 3 có tổng công suất 716,8 MW, được lắp đặt công nghệ hiện đại gồm 2 tuabin khí, 2 hệ thống lò thu hồi nhiệt để sản xuất hơi nước và 1 tuabin hơi. Nhà máy sử dụng khí từ dự án Nam Côn Sơn theo hợp đồng mua bán khí với Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và sử dụng khoảng 3 triệu mét khối khí một ngày đêm trong điều kiện hoạt động 100% công suất. Đây là dự án đầu tư nước ngoài theo dạng BOT đầu tiên tại Việt Nam trong thời hạn 20 năm. Nhà máy được khánh thành ngày 3 tháng 4 năm 2004. Hiện mỗi năm, nhà máy cung cấp khoảng 4% tổng sản lượng điện quốc gia. Trong 10 năm qua, tính đến tháng 3 năm 2014, Phú Mỹ 3 đã cung cấp 47,22 tỷ kW điện cho cả nước. Ngày 29 tháng 11 năm 1898, ngày sinh của Clive Stubbs Lewis, là một tiểu thuyết gia, thi sĩ, nhà hàn lâm, nhà phê bình văn học, nhà luận văn, nhà thần học người Ireland. Ông nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn học hư cấu, trong đó đặc biệt phải kể đến Biên niên sử Narnia, với phần 1 là một trong những quyển sách bán chạy nhất mọi thời đại. Ngày 29 tháng 11 năm 1899, thành lập câu lạc bộ Barcelona. Đây là câu lạc bộ bóng đá giàu thành tích, có trụ sở đặt tại Barcelona, Catalunya, Tây Ban Nha. Khẩu hiệu của Barcelona là hơn cả một câu lạc bộ. Sân nhà của Barcelona là sân Nou Estadi de Football Club Barcelona, thường gọi là sân Camp Nou. Lời Bác dạy ngày này năm xưa. Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Đây là nội dung trích trong thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 11 năm 1949. Nhận thức và đánh giá đúng phong trào của nông dân đối với cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Việt Nam, người chỉ rõ vị trí, vai trò to lớn của nông dân, vừa là động lực, vừa là lực lượng đông đảo, nòng cốt và cũng là đối tượng vận động của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân. Muốn kháng chiến kiến quốc thành công, muốn độc lập, thống nhất thật sự, ắt phải dựa vào lực lượng của nông dân. Đồng bào nông dân sẵn có lực lượng to lớn, sẵn có lòng yêu nước, sẵn có chí khí kiên quyết đấu tranh và hy sinh. Khi đất nước lầm than, phong trào yêu nước của nông dân là cơ sở cho phong trào công nhân phát triển và là điều kiện thúc đẩy cho Đảng ra đời. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp nông dân là lực lượng chủ yếu cùng với các giai cấp khác đấu tranh giành chính quyền, bảo vệ Đảng, bảo vệ độc lập dân tộc.
Giai cấp nông dân là một lực lượng có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã khẳng định những đóng góp to lớn của nông dân đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nắm vững vai trò và khả năng cách mạng của giai cấp nông dân nước ta, Đảng ta đã có đường lối, chiến lược, sách lược đúng đắn và sáng tạo phương pháp cách mạng thích hợp với khả năng truyền thống cách mạng của nông dân nước nhà. Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn vẫn còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng phải thực hiện. Trước hết, phải khơi dậy tinh thần yêu nước, tự chủ, tự lực, tự cường vươn lên của nông dân, xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ, có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình podcast Ngày này năm xưa, ngày 29 tháng 11.